Một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá, bắt quả tang đối tượng cầm đầu, thu giữ được 9 kg ma túy đá và ketamin đang trên đường đưa vào địa bàn thành phố Đà Nẵng tiêu thụ. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước cho đến nay bị phát hiện, chuẩn bị thẩm lậu vào địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Trà Văn Công, 32 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, và Đặng Quang Hiếu, 25 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, là chân rết của Công. Cụ thể, từ cuối tháng 3 năm 2023, thông tin về một đường dây chuyên mua bán ma túy số lượng lớn từ Quảng Trị vào thành phố được các trinh sát nắm bắt và tổ chức theo dõi, tiến hành xác lập chuyên án trinh sát. Ngày 23 tháng 5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ma túy đã xác định Công ra tận Quảng Trị để lấy ma túy về bán, nên triển khai nhiều mũi công tác bắt quả tang Công và Hiếu cùng toàn bộ 9 túi ma túy đá và ketamin được ngụy trang như những túi trà khô. Công thừa nhận số ma túy này vừa mua tại Quảng Trị đem về Đà Nẵng bán cho các đầu nậu và con nghiện với mục đích kiếm lời.